Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nguyễn Phát. Thì mình đang thay nước cái hồ cá, cái thùng xốp nuôi cá của mình 3 tháng à. Chưa đụng chạm gì tới nó hết. Thì mình sực nhớ ra mình quay video cho các bạn xem chơi. Thì đây là những cái cặn mình đang hút cặn bã của cái hồ ra nè các bạn ha. Rồi mình cái hồ này thì mình bỏ bê rất là lâu rồi. Hồ này là cái thùng xốp này là cái thùng xốp cá bậy bạ. Nói chung là cá tạp nham á, mà mình nói chung là bệnh hay là bất cứ bị bất cứ gì là mình quăng ra đây hết, rách đuôi, bệnh tật hay là xấu xí gì là mình quăng ra đây hết. Xong rồi cái tại sao hôm nay lại đi dọn cái này, nó cũng có một cái lịch sử chứ không phải là gì. Tại vì có một cái ông khách, ông đi ngang ông nói sao em bỏ cá tội nghiệp của không nuôi thôi, đừng có nuôi cá chứ nuôi cá đẹp mình bỏ cá xấu. Cái mình tự nhiên cái mình sáng lên, cái lên liền các bạn. Mình mới suy nghĩ, mình nói cá này nhiều khi nhiều bạn nó không có chơi mà mình bỏ để cho nó chết đói, chết dần, chết mòn. Tại vì mình công việc mình nhiều quá, mình không có thời gian chăm sóc chúng nó. Cái mình cứ lấy cái thùng xong mình đổ nước vô, xong mình cá nào bệnh cái mình quăng vô đây, chết sống gì kệ mẹ thôi bạn. À, các bạn thấy không? Thì ông khách ông nói vậy cái mình bừng sáng lên liền, mà mình nói phải thay đổi thôi. Và bây giờ mình cũng bỏ ra một chút cái thời gian để mình dọn lại cái thùng này. Rồi cái hồi mình sẽ mua cây cỏ rồi mình bỏ vô cho nó sạch sẽ. Nhưng mà nói chung là bỏ nhưng mà nó sống vẫn tốt lắm. Mấy con cá bảy màu này thì nó thích cái môi trường nước cũ đó các bạn. Cặn bẩn là giờ quá trời giờ nè các bạn không, lâu lắm rồi đâu có vệ sinh đâu. Cá thì bao la bỏ vô đây thì nó thậm chí nó không chết mà nó còn sống ầm ầm, nó ghê hấp dẫn lắm. Nói chung là mình có tay nuôi cá hay sao, mình bỏ cá không có khi nào chết. Bỏ từng bừng khói lửa thì nó bệnh nặng lắm nó mới chết, chứ còn không thì nó cũng không có bị gì hết. Bây giờ nhiệm vụ là hút cho cái đáy nó sạch, cho cái hút cho cái đáy nó sạch, rồi sau đó châm nước mới vô. Tại cái nước cũ này là cái nước rất là lâu rồi, hồ cá 3 tháng bỏ phế hồi nãy nó kinh lắm các bạn. Nhưng mà mình hút bớt hết mới mình mới sực nhớ là mình quay clip lại cho anh em coi. Đây các bạn xem bẩn nè, bẩn thấy ghê không, giống như là 10 năm rồi chưa dọn nó vậy. Ông khách ông nói cũng đúng, mình nuôi cá mình nói mình yêu cá kiểu gì mà cá đẹp mình mới chơi thôi, chứ còn cá xấu mình quăng. Em chơi cá kiểu gì vậy Phát, thốn buồn. Nên nhiều khi khách hàng qua đây người ta comment mình vậy, mình cũng phải gọi là sửa sai kịp thời. À các bạn hiểu không, mấy cái hống này hút mất dịch quá. À không, tại trong đây kẹt cục đá trong đây. Nè, xác cá chết nè. Đó, xác cá chết đó các bạn. Nước này là không có cái mùi gì à. Nước này mình nói các bạn là không, nó không có cái mùi, không có cái mùi mà ấy luôn nha. Nước giống như là nước tinh khiết từ trên suối chảy xuống nha. Mát lạnh nè. Cá nè. Đã không? Mấy hôm nay thì mình mới bắt đầu cho ăn lại, nó tỉnh tỉnh lại đó. Chứ mấy lúc trước nó đói quá, nó đói trắng giờ luôn. Nó đói mà nó bơi không nổi luôn. Tao xin lỗi tụi bay nha. Nó phát nuôi cá kiểu gì mà bỏ đói nhăn răng. Ok. À, bây giờ để mình bỏ camera ra mình thay nước tiếp các bạn nha. Chứ hồi chừng nào sạch cái nước trong sạch để mình quay cho các bạn coi tiếp. A few moments later. À các bạn ơi, mình mới đi mua mấy cái cây thủy sinh về. Nói chung là cái hồ này không có cần mấy cây này cũng được.
nhưng mà do là người bà nhí nhảnh chó cảnh nên cũng chịu khó chạy ra tiệm mua hết 160.000 tiền cây à. Về để gọi là tân trang lại cái thùng cá đã bỏ phế rất là lâu rồi các bạn ha. Ok, thì nhiều bạn hỏi sao không trồng phân, nó làm biến trồng phân luôn. Trồng phân thì phải lật cái hồ lên rồi ngâm các kiểu con đà điểu nữa. Giờ bỏ vô vài bữa cho cây xanh xanh lên vài bữa thôi chứ. Còn mà trồng phân là lâu lắm. Với lại trồng phân mà đợi làm cái clip cho các bạn xem là lâu. Cái clip đó sẽ có một cái clip khác các bạn ha. Còn clip này mình chỉ set up là mình bỏ cây vô thôi cho bạn. Mình bỏ cây vô thôi chứ mình không có ấy phân các bạn ha. Bạn nào mình thì cũng chưa biết chơi rành về thủy sinh nên mai mốt mình sẽ làm những cái clip về thủy sinh. Nếu như mà sai thì các bạn có thể comment bên dưới để hướng dẫn cho mình như thế nào là đúng, như thế nào là sai các bạn ha. Thì mình trước giờ thì mình không có chơi thủy sinh, mình chơi cá không à. Cá thì mình cũng khá hiểu nó rất là nhiều, nhưng mà còn cây thì chưa hiểu nó rất, chưa hiểu nó bao nhiêu. Nó là câu chuyện nó là vậy. Giờ bỏ vô cho nó màu màu để đẹp chơi cho vui. Chơi dạng chơi mì ăn liền đi. Còn nếu mà để trồng cho nó sống thì từ từ. Không tính từ từ các bạn ha. Cái gì nó không phải có thời gian của nó. Nhưng mà coi vậy chứ mấy cây này sống cũng lâu lắm á. Nó đủ nắng là nó đủ nắng là nó sống cũng lâu lắm. Trong đây thì có hôm hôm nắng sáng. Trời, nói về mấy cọng rong này các bạn. Rồi quay trở lại nói về mấy cọng rong này á. Xô cha ngày xưa á, mình dưới quê quá trời luôn, quá trời quá đất luôn. Nè, ba cái thứ quỷ rong này nè. Quá trời luôn. Tôi nói hốt dục mà không kịp. Mà bây giờ lên thành phố là phải mua các bạn. Mà nó mắc lắm á, chứ không phải nó rẻ đâu. Phải vậy tôi nói cái gì biết cũng có thể làm giàu hết. Nhiều bạn comment ở trên kênh của mình á, làm giàu dễ ẹt ha. Đúng rồi, làm giàu dễ ẹt, chủ yếu các bạn có biết làm hay không thôi. Như giờ á, mình nói bạn nào ở không ở nhà đào ao lên trồng mấy cái bèo này, trồng mấy cái rong này nè, xong rồi chịu khó đem đi chào mời người ta mua tiền không, như một búi như vậy, một bó như vậy 10.000 bạc, thì bỏ sỉ thì mình chắc nghĩ có 2.000. Nhưng mà các bạn nuôi rong đi, các bạn biết nếu mà các bạn có điều kiện các bạn nuôi rong bèo nó lớn nhanh lắm, nó lớn nhanh phải nói là khủng khiếp luôn chứ không phải là lớn nhanh thường nữa. Bởi vậy làm giàu không khó đâu ha. Ghê thiệt, mà set up hồ cá lại mà rồi ngồi dạy người ta làm giàu luôn. Làm giàu từ những cọng rong nè. Mình cũng thấy như cái câu chuyện của mình ngày xưa mình nuôi cá bảy màu. Mình nghĩ nuôi cá bảy màu chơi thôi, ai ngờ đâu bán chứ bán có tiền luôn. Giờ mở shop luôn có sao đâu. Đó là một cái câu chuyện nó muôn thở. Quay trở lại câu chuyện là cho các bạn xem những cái chú cá bảy màu của mình ở trong cái thùng này ha. Thì mình có nào là Dumbo cái teo, nào là rồng đỏ, nào là rồng xanh, đắc lưu, phun red, phun gold. Mấy những cái con mà nó bị bệnh á, cái mình bắt đầu mình làm miếng chữa mình quăng vô đây luôn. Hoặc là nó cắn nhau, nó rách đuôi, nó tét cái đuôi nó, mình cũng quăng đây luôn. Hoặc là nó không đủ điều kiện để bán cho khách hàng thì mình cũng quăng đây luôn. Nhưng mà quăng vô đây thì nó không chết luôn các bạn. Nó cứ vẫn sống nhăn răng mà bây giờ nó một nùi như vậy. Thấy không? Khó chịu vậy. Vậy cả. Nè. Đây mình cho các bạn xem con đắc lưu nè. Đây. Các bạn đợi đi. Cho các bạn xem con đắc lưu nè, lưu mít cô này nè. Cái đuôi nó tưa ra rồi. Đâu đủ điều kiện để bán cho khách đâu. Giống như là con hoa sim tím này cũng vậy. Nè, trong đây có con mà hơi tím tím nè. Cái đuôi nó rất là nhỏ, nó rất là mỏng. Những con này không có đủ đạt điều kiện để bán cho khách hàng, vì thế phải băng vô hồ cá tạp. Mà cuộc đời nó quăng vô hồ cá tạp giống như là cái gì ta, cái gì gọi là hoàng hậu mà quý phi á,
quý phi mà bị quăng vô lãnh cung, à cái này cũng giống như cái lãnh cung của nó vậy. Vô đây thì nó không chết nhưng mà vô đây thì tàn đời của nó rồi. Thì vô đây bắt đầu không cho ăn cho uống gì hết, tại vì hàng bỏ phế mà. Đó, như cơ đầu câu chuyện mình nói các bạn đó. Nhưng mà hôm nay mình quyết định cải tạo lại. Đó, nhìn cũng xanh xanh. Nói chung là cũng tạm ổn các bạn ha. Nói chung là cũng tạm ổn rồi đó. Để 2-3 bữa nữa nước là nó trong nữa. Thôi video đến đây cũng khá dài mà nói cũng hơi nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú theo dõi video này. Thấy hay nhớ like, share, comment các bạn nha. Rồi những bạn muốn làm mình, những bạn muốn mình làm video gì thì cứ comment bên dưới hoặc là gọi điện trực tiếp cho mình. Rồi bye bye nha. À quên, những bạn nào muốn mua hàng thì liên hệ link bên dưới tả video này nha.